GFGO xin được chào các bạn. Vào đầu Thế chiến thứ hai, Ý có một lực lượng hải quân khá hùng mạnh. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để có thể giành quyền kiểm soát biển Địa Trung Hải khỏi Vương quốc Anh. Bắt đầu từ năm 1920, khi phát xít lên nắm quyền, người Ý muốn lấy lại Mare Nostrum mà họ đã cai trị 2.000 năm trước. Mare Nostrum, cái tên do người La Mã đặt cho biển Địa Trung Hải và sau khi nước Ý thống nhất vào năm 1861. Thuật ngữ này được những người dân tộc chủ nghĩa Ý sử dụng lại với niềm tin rằng nước Ý là quốc gia kế thừa đế chế La Mã. Thế nhưng, trong cuộc chơi tại biển Địa Trung Hải, người Anh đã khẳng định vị trí cửa trên so với người Ý. Vào tháng 11 năm 1940, với sự tàn phá của 20 máy bay ném bom, người Ý hiểu rằng để có thể chiếm được lợi thế thì không thể chơi một cách fair play với một đối thủ cửa trên là Hải quân Anh. Vì vậy, họ đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo cho một cuộc chiến bí mật, đó là phát minh ra ngư lôi có người lái. Ngư lôi có hình dáng khá giống với một con tàu ngầm mui trần dành cho hai người lái. Nó được thiết kế và sử dụng bởi quân đội Ý trong Thế chiến thứ hai. Mục đích chính của nó là lặn xuống biển để bí mật áp sát và tấn công các tàu chiến của đối thủ đang neo đậu ngay trong bến cảng của chính quân địch. Thực chất, đó không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới. Vào cuối chiến tranh thế giới lần thứ nhất, người Ý đã phát triển và sử dụng thành công loại ngư lôi đặc biệt này. Cụ thể, ngày 1 tháng 11 năm 1918, hai anh lính biệt kích là Raffaele Paolucci và Raffaele Rossetti đã điều khiển quả ngư lôi Minata. Đây được cho là ngư lôi có người lái đầu tiên trong lịch sử để tiếp cận vào căn cứ hải quân của Áo và Hungary tại Pola Istria. Sau khi đã tiếp cận mục tiêu, họ tách bom từ mũi quả ngư lôi và treo nó dưới đáy tàu. Công việc còn lại chỉ đơn giản là hẹn thời gian để kích nổ quả bom và nhanh chóng té thật xa nếu không muốn bay màu cùng con tàu. Hậu quả là hai con tàu đã bị đánh chìm là thiết sắp hạm Viribus Unitis của Áo và tàu chở hàng Winner. Từ giữa những năm 1930, lực lượng quân đội Ý đã bắt đầu quan tâm một cách đặc biệt đến ngư lôi có người lái. Benito Mussolini, người sáng lập ra chủ nghĩa phát xít Ý, coi đây là siêu vũ khí có khả năng tiêu diệt hải quân Anh. Thiếu tá Teseo Tezei và thiếu tá Elios Toski của Hải quân Hoàng gia Ý, đôi bạn cùng tiến này đã làm sống lại ý tưởng của Paolucci và Rossetti. Họ đã thiết kế một nguyên mẫu thử nghiệm dựa trên ngư lôi 533mm mà hải quân đang sử dụng. Cùng thời điểm đó, ở cửa sông Serchio giữa La Spezia và Livermore, người Ý thành lập một cơ sở bí mật huấn luyện những lính biệt kích của hạm đội tấn công sử dụng ngư lôi để có thể làm chủ được loại siêu vũ khí này. Các nguyên mẫu ngư lôi đầu tiên cực kỳ khó điều khiển và thường xuyên bị hỏng. Đó là lý do tại sao các thủy thủ người Ý đặt biệt danh cho nó là Maiale, nghĩa là con lợn. Thông số kỹ thuật của nó như sau. Mẫu SNC, tức là ngư lôi chạy chậm, sản xuất vào năm 1940. Có chiều dài bao gồm cả đầu đạn khoảng 7,3 mét. Chiều rộng khoảng 0,53 mét. Chiều cao tính cả tấm chắn bảo vệ là khoảng 1 mét. Trọng lượng bao gồm cả đầu đạn khoảng 1.588 kg. Trọng lượng của đầu đạn ở giai đoạn đầu được thiết kế khoảng 220 kg, về sau được thiết kế là 250 kg hoặc 350 kg. Nguồn điện gồm một động cơ điện công suất 1,6 mã lực. Ngoài ra, nó còn được trang bị pin lưu trữ có điện áp hoạt động là 60V. Tốc độ tối đa là 3 hải lý/giờ, tương đương khoảng 5,5 km/giờ. Độ sâu tối đa đạt khoảng 30m và phạm vi hoạt động lên đến 15 dặm, tương đương khoảng 24 km, với thủy thủ đoàn gồm có 2 người. Với niềm đam mê bất tận, vào năm 1943, các kỹ sư Ý đã thiết kế một mẫu ngư lôi có người lái mới và gọi nó là Siluro San Bartolomeo. Và số đo bao vòng của em nó như sau. Chiều dài khoảng 6,8 mét. Chiều rộng khoảng 0,8 mét. Chiều cao khoảng 1 mét. Trọng lượng bao gồm cả đầu đạn xấp xỉ gần 2.200 kg. Nó có thể được trang bị một đầu đạn nặng 300 hoặc 400 kg. Ngoài ra, nó cũng có thể được trang bị hai đầu đạn với trọng lượng mỗi đầu đạn là 180 kg hoặc 200 kg. Sử dụng một động cơ điện công suất 7,5 mã lực.
Giống như mẫu đàn Anh, nó cũng được trang bị một pin lưu trữ điện áp 60V. Tốc độ của nó đã được cải thiện hơn và tối đa đạt 4 hải lý trên giờ, tương đương khoảng 7,4 km/h, hoạt động ở độ sâu tối đa là khoảng 30m, với thủy thủ đoàn gồm 2 người. Vào ngày 10 tháng 6, với sự sụp đổ của nước Pháp, người Ý chính thức bước vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai cùng với phát xít Đức. Mặc dù Mussolini biết rằng nước Ý không có khả năng quân sự và tài nguyên để thực hiện một cuộc chiến tranh lâu dài với đế quốc Anh, nhưng ông tin rằng sau khi cuộc đình công Pháp sắp xảy ra, Ý có thể tranh giành lãnh thổ từ Pháp và sau đó Ý có thể tập trung lực lượng của mình vào cuộc tấn công lớn ở Bắc Phi, nơi lực lượng Anh và phe đồng minh đã bị các lực lượng Ý đông hơn uy hiếp. Đồng thời, Hải quân Ý chính thức áp dụng ngư lôi dẫn đường SNC và họ ngay lập tức bắt đầu các cuộc tập trận tại căn cứ bí mật ở cửa sông Serchio cho các nhiệm vụ tấn công, đánh bom chống lại Hải quân Anh đang đóng trên biển Địa Trung Hải. Vào năm 1940-1941, lính biệt kích của hạm đội điều khiển ngư lôi SNC đã thực hiện 8 cuộc đột kích vào các căn cứ hải quân chính của Anh ở Gibraltar, Malta và Alexandria. Mặc dù hầu hết các nhiệm vụ đều thất bại, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ khiến cho khá nhiều dân chơi phố huyện phải toát mồ hôi rốn. Cuối năm 1941, tình hình mặt trận Địa Trung Hải của phe trục trở nên khả quan hơn nhờ các phát minh thành công của tàu ngầm Đức. Họ đã tiến hành những cuộc tấn công khác nhằm vào các tàu chiến của Anh, gây ra những thiệt hại nặng nề cho Hải quân Anh. Thời điểm đó, quân đội Anh chỉ còn lại 2 chiếc thiết giáp hạm trong hạm đội Địa Trung Hải, đó là chiếc Nữ hoàng Elizabeth và Valiant. Cả hai đều được neo đậu tại cảng Alexandria. Vào ngày 14 tháng 12, tàu ngầm Sire mang 3 quả ngư lôi SNC và 10 người nhái rời vịnh Porto Lago trên đảo Lyros và di chuyển về phía Alexandria. 4 ngày sau đó, con tàu đã đến đích và chỉ cách cảng Alexandria 1,5 dặm, tương đương khoảng 2,4 km. Ngày 18 tháng 12 năm 1941, vào thời điểm tắt lửa tối đèn, tức là khoảng nửa đêm, đội biệt kích bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trên 3 quả ngư lôi. Mục tiêu của họ là sử đẹp 3 con tàu, gồm tàu Nữ hoàng Elizabeth, Valiant và tàu chở dầu Sakona. Thế nhưng, đời không đẹp như mơ khi biến cố đã xảy ra. Trong quá trình tiếp cận lối vào bến cảng, họ phát hiện ra nó đã bị chặn bởi một tấm lưới thép. Điều này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến nhiệm vụ của họ. Đang trong lúc bế tắc, thần may mắn vì một lý do nào đó đã không thể nhịn cười được nữa. Vì vậy, ông đã quyết định mỉm cười và ban cho họ một cơ hội có thể nói là hiếm có khó tìm. Lợi dụng thời điểm Hải quân Anh dỡ bỏ tấm lưới thép cho các tàu khu trục tiến vào, ngay lập tức đội biệt kích Ý đã nắm bắt cơ hội để vượt qua tấm rào cản và tiếp cận bến cảng Alexandria. Khi đã tiến vào sát bến cảng, họ chia làm 3 đội tiến hành áp sát các mục tiêu. Lúc này đầu đạn được tách ra từ quả ngư lôi và nó được gắn cố định bằng một sợi dây ngay bên dưới của con tàu Elizabeth và tàu chở dầu Sakona theo đúng kế hoạch. Không thuận lợi như hai đội kia, cặp đôi hoàn cảnh được giao nhiệm vụ tấn công con tàu Valiant đã gặp sự cố khi đang áp sát mục tiêu. Thiết bị thở của một lính biệt kích lúc đó đã bị hỏng, buộc anh ta phải nổi lên mặt nước nếu không muốn ngồi nóc tủ ăn đu đủ. Thế nhưng, Thánh Nhọ vẫn tiếp tục follow người Ý, ngư lôi của họ lại gặp trục trặc kỹ thuật, khiến cho động cơ của nó không thể hoạt động được. Và đúng như câu nói, sai một ly đi chật vật. Trung úy Luisa de la Pena đã phải một mình kéo quả ngư lôi lê lết dưới đáy biển để áp sát tới vị trí con tàu và đặt quả ngư lôi bên dưới khoang chứa đạn của tháp pháo đầu tiên. Sáng ngày 19 tháng 12, 3 vụ nổ bất ngờ ở cảng Alexandria đã khiến cho Hải quân Anh hốt cả hền. Vụ nổ khủng khiếp đến nỗi có thể khiến cho những thanh niên nào yếu bóng vía mà chưa kịp đóng bỉm thì hoàn toàn có thể phải đi thay quần. Và đó là cách mà 6 lính biệt kích điều khiển 3 quả ngư lôi SNC thực hiện nhiệm vụ để thay đổi cục diện trên mặt trận biển Địa Trung Hải có lợi cho người Ý. Nhưng đó cũng chỉ là những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đối với họ. Vì sau đó không lâu, một cuộc tấn công bằng 3 quả ngư lôi có người lái từ tàu Ortera nhằm vào các mục tiêu của Hải quân Anh đã gặp phải sự phản kháng dữ dội ở Gibraltar, khiến cho 3 lính biệt kích của Ý thiệt mạng. Đó là Trung úy Licio Vicentini, chỉ huy đơn vị thợ lặn trên tàu Ortera, sĩ quan Petty Giovanni Macro và trung sĩ Salvatore Leone đến từ Taormina, Sicily. Quân đội Ý đã cố gắng giữ bí mật về siêu vũ khí của họ,
Thế nhưng quân đội Anh cũng đã chế tạo thành công hai mẫu ngư lôi có người lái là Chariot Mark I vào tháng 4 năm 1942 và Chariot Mark II vào năm 1944. Vào tháng 8 năm 1943, hạm đội ngư lôi SNC đã thực hiện thành công nhiệm vụ cuối cùng của họ bằng cách sử dụng Mayale rời tàu Ultra để tấn công Gibraltar. Nó đã đánh chìm 3 tàu chở hàng và một trong số đó là American Liberty, con tàu do Hoa Kỳ chế tạo dựa trên ý tưởng của người Anh để đáp ứng nhu cầu vận tải của quân đội Anh trong Thế chiến 2. Khoảng vài tuần sau đó, vào ngày 8 tháng 9 năm 1943, chính phủ Badoglio mới của Ý đã ký hiệp định đầu hàng. Tất cả bí mật quân sự bao gồm cả bản thiết kế của hai mẫu ngư lôi LNC và SFB đã rơi vào tay quân đội đồng minh, gây ra rất nhiều tranh cãi mãi cho tới tận ngày nay. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.